Đầu tiên là mã số 1 on là một cây giảo như ý ạ. Giảo như ý nha cô chú anh chị mình ha. Mã số 1 on nha. Cái đế nơm quá đẹp. Chiều cao 71, trái ngang 71, vành thân được 16, nguyên bộ của đế của nó dưới được 53 nè. Dạ em kính chào với cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Dạ ngày hôm nay là ngày 12 tháng 5 thì bên vườn mang của bé Nhi tiếp tục lên một số cái mặt hàng này để giao lưu với cả nhà mình ha. Dạ bây giờ em vào clip nha cô chú. Và chị chào Nhi nha. Dạ em chào cô chú anh chị em mình ha. Thì hôm nay em tiếp tục lên cái kênh của mình để giao lưu với anh chị em mình một số giống mai để mà mình lấy bon hoặc là chơi Tết cho cả nhà. Thì số điện thoại Zalo của em là 0373 919 774, mã số này là em có xài cho Zalo nha. Dạ. Đầu tiên là mã số 1 on là một cây giảo như ý ạ. Giảo như ý nha cô chú anh chị mình ha. Mã số 1 on nha. Cái đế nơm quá đẹp. Chiều cao 71, trái ngang 71, vành thân được 16, nguyên bộ của đế của nó dưới được 53 nè. Dạ. Đế nơm nha cả nhà, quá xuất sắc nha. Ghép máy mắc bo nha. Cái này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mắc bo cả nhà. Giảm như ý nha cô chú anh chị. Giống cực kỳ hot luôn ha. À, hiện tại là em thấy cái bo nó phượt dài hết tầm khoảng chừng hơn một gang tay hết trơn rồi nha cô chú. Cây rất cái là hàng này là nha. Hàng em bao chuẩn giống cả nhà ơi. Nó mới ghép mà cả nhà. Nó lên tượng ngon quá trời nè. Một cái chút khi mới đi em sẽ đóng chuẩn gỗ và em trùm bao lại ha. Ừ. Đó. An toàn cây cho cả nhà mình luôn. Rồi cái cây mã số 1 o, cái cây giảo như ý đế năm này em xin phép Zalo với giá là 2,2 triệu em bao ship ạ. 2,2 triệu cho mã này nha cô chú. Cái này là nó thuần chậu luôn rồi nha cả nhà ơi. Cây xuất sắc luôn nha. Đó cô chú mình cứ yên tâm, cây rất là khỏe mạnh nha. 12 mắt bo luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi, mã số 2 o ha. Dạ mã số 2 o là một cái bình lợi ạ. Cây này ghép rất là già ha cô chú. Nè, cái cốt ghép nè. Và đặc biệt là cái tược lên rất là xinh xuê luôn nha. Chiều cao được 97. Dạ. Trái ngang được 73. Trái đẹp nha chú. Quanh thân được 19 ạ. Cái bộ đế của nó được 52. Siêu bông mình lại cả nhà ơi. Cái này về mình lấy bo giùm em nha. Lấy bo xong mình cắt tỉa đôi con tàn lại giùm em ha. Em thả tàn cho cả nhà mình về mình lấy bo nè. Rồi cái cây mã số 2A, cái siêu bông mình lại, cái này em xin phép Zalo với giá 1,1 triệu bên bao ship đi kiện gỗ ạ. Dạ rồi, cây rất là đẹp hả cô chú anh chị. Tiếp theo nè. Dạ tiếp theo mã số 4O là một cây siêu bông mình lợi. Cái cây này thì em sẽ luôn tặng cái chậu mỹ nghệ cho cả nhà mình ha. Tại vì là khi mà cái chậu nó vô vậy nè, như cái hình chữ nhật vậy nè, cái bó bầu gì đó cũng hơi khó ha. Nên là em đi luôn cái chậu cho cả nhà mình. Tại vì cái chậu này nó cũng chắc nè. Còn mấy chậu kia em sợ bể nên là em không có bó bầu được. Chậu mỹ nghệ rất là đẹp luôn nha cô chú mình. Tại vì nó vô cái chậu vậy nó thần chậu luôn rồi. Chiều cao dạ cây đến được 82 rồi, trái ngang được 55, hoành thân được 21 nè, cái củ của nó được 40 ha. Siêu bông mình lại nha cả nhà ơi, mã số 4O, cây này em giao luôn với giá 1,5 triệu luôn ạ. À. Bao ship luôn chậu ha. Rồi cây quá trời đẹp cô chú ơi, giá quá yêu thương nha, có 1,5 triệu cây này, độ Tết một cái là cô chú anh chị mình chơi hoa bao đẹp luôn nha. Cả nhà mình coi cái bộ đế của nó sắn nha cả nhà, rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Sắn nè, số lượng hàng này còn thì ít á nên như là thanh lý với cô chú anh chị mình, giá yêu thương nha cô chú. Theo ạ. Tiếp theo là mã số 5O là một cái siêu bông bình lợi ạ. Mà em lên bình lợi khá nhiều cả nhà, cái chỗ bông quá trời cô chú nè. Chiều cao được 102, tám ngang được 70, hoành thân được 17, với bộ đế của nó được 67 ạ. Năm o hết cả nhà, cái này về cũng lấy bo vi vu luôn nè. Bông thì bao chuẩn giống nè, có sẵn mặt bông luôn, bao chuẩn giống nè. Cái này là bông gió thì nó cũng sắp tàn cả nhà, nó nở cũng mấy ngày rồi. Đây mình có cái búp nè. Bắp rất là to luôn. Cây này em giao lưu với giá là 1,2 triệu cho mẹ em bao ship luôn ạ. Rồi cô chú.
Tiếp theo ha, mã số 6A là một cây bình lợi luôn ha. Độ cây này cái tàn ha, cô xum xuê cái phượt quá trời tượng luôn, cô chú anh chị ghép là bao đẹp luôn ha. Chiều cao được 89, tán ngang được 70, hoành thân được 16. Trời ơi, cái bò cái này này con thú nó nằm rồi cả nhà. Quá trời bo luôn, mập lù. Ôi, nó vừa nóng vừa nắng nữa. Rồi cái cây mã số 6A, cây này em vô luôn với giá là 1 triệu em bao ship ạ. Trời ơi cô chú, cây chỉ có 1 triệu thôi nha, cây rất là đẹp nha cả nhà. Dạ, tiếp theo luôn nha. Dạ, tiếp theo là một cây bình lợi mã số 7A nữa ạ. Cây này có đế hả cô chú anh chị? Rồi, chút xíu nữa em sẽ lên dạo cánh trò nha, với lại bạch mai dạ quang nha cả nhà. 7A là cây bình lợi. Chiều cao được 55, tán ngang được 52, hoành thân được 20 ạ. 7A ha. Cái cây này em giao lưu với giá 900.000 em bó bầu. Dạ, mã tiếp theo hả cô chú mình. Dạ, mã 8A là một cây dạo cánh tròn. Trời ơi, có một con cái cưng quá. Đây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái cưng với mặt bông này mà nó bóng cái bông nó tròn xe luôn rồi cả nhà. Thôi. Vậy mới gọi là dạo cánh tròn đó. Đâu hồi nãy nó có rụng non cái cánh nè. Còn cánh nó nằm bên này nè. Nè. Đi xỉu luôn hả cô chú anh chị mà. Nãy nó rụng hơi dính luôn rồi. Chiều cao được 65. Rồi. Tán ngang được 46. Đế rất đẹp nha. Quỳnh thân được 13. Trời ơi, lo. Đây là phỏng phỏng nè cả nhà, nó bị bung à. Được 55 hết cả nhà. Quá trời cái củ đẹp ha. Rồi con chú mình ơi. Cái cây mã số 8 ơi, cây này em vô lưu với giá là 700 ngàn em bao ship ạ. À. Rồi, cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mình coi cái tàn của nó nè. Tàn đẹp, đế đẹp ha. Dạo cánh tròn cũng giống hoa hoa rất là đẹp ha cô chú. Rồi cô chú mình tham khảo giúp em cây này nha. Dạ, tiếp theo nha. 9A là một cây bạch mai dạ quang nha cả nhà. Nó nở bông mà nó bị rụng. Nó chuẩn bị lên búp 2-3 bông nữa cô chú. Chiều cao 40. Tán ngang 32. Hoành thân được 13. Đế nơm hả cô chú? Bộ đế của nó là được 58 à. Rồi. Rồi, cái cây 9A, cái bệnh mai dạ quang này em giao luôn với giá 450 em bao ship ạ. À. Có 450 thôi nha cả nhà. Cây rất đẹp cho mình sưu tầm luôn nha. Sao tiếp theo hả cô chú? Tiếp theo là một cây cánh tròn đó cả nhà. 10A nha. Tàn xum xuê luôn cả nhà mình ơi. À, quá đẹp luôn ha. Chiều cao 53. Tán ngang 36. Quỳnh thân 16. 65 nha cả nhà. Cái đế siêu đẹp luôn chú ơi. Đế nôm ha, hình thú nè. Hình thú bò ngóc đầu rất là duyên nha. Rồi, báo mã giá luôn kìa. Dạ, cây này cũng với giá 700 ngàn em bao ship nha cả nhà. 10A ha. Rồi, cánh tròn 700 ngàn giỏ cánh tròn cô chú ơi. 11A luôn, một cây rất là VIP luôn. Một cây siêu bông mình lại cả nhà. Mà củ đế quá đẹp đó cô chú anh chị nè. Ô kinh xỉu luôn ha. Những ngày về chơi bonsai luôn cô chú, về thay giùm em cái chậu nha. Nó có rong riêu rồi sẵn lên, nhìn cái cây nó rất là cổ thụ luôn, nhìn thấy nó già già cô chú. Nè, nhìn thấy đẹp ghê ha. Tự nhiên nè, thảm cỏ tự nhiên nha. Chiều cao 47 rồi, cái bông nó thơm với ta. Thơm. Cái ngang 35 thì xét lại gần đó thơm với trời. Bình thân được 14. Nguyên củ nó được 32 nha. Ừ. Cái này như là cái gì? Cái này là cây nhỏ nên bông nó cũng là chưa có đủ ngại cái nha. Chưa bông đủ sức cũng không? Chưa được to lắm nhưng mà cái mặt bông nhìn nó chuẩn ha. Ừ. Đó. Rồi cái cây mã số 11A, cây này em vô lưu với giá là 550 em bao ship ạ. 550 cho mã này cô chú anh chị. Dạ, mã số cuối clip luôn cô chú mình. Cuối clip là một cây mai dảo tự sáng mã số 12O nha. Phôi gốc vườn với cô chú lắc lượng nè. Chiều hàng cao được 108, tán ngang được 50. Bình thân được 22 ạ. À. Cái thân, cái nhà mình coi cái thân nó rất lưỡng rồi cả nhà. Cây rất là duyên nha cô chú. Nói chung dạo sắn thì có nhiều nhưng mà đối với là cái hàng gốc vườn và cây mà cái thân lắc như thế này thì không có ấy, cô chú anh chị mình. Cây quá trời cây, đẹp luôn nha. Sắn này là sắn kẹo luôn nha cả nhà. Cả nhà mình coi giùm em à. Tùm lum hết trơn hết cô chú mình. Cây này đẹp dữ lắm nha cô chú. Cái này là hàng già mùa giùm em à. Đó. Sắn này cả nhà mình coi cái dòng thân nó sắn đều lên luôn nè. Sắn đều luôn đúng rồi.
đặc biệt là ở chỗ đó cô chú anh chị mình cái nhầm thân lắc đều lên luôn ha. Ừ. Rồi cái cây này thì em 12 o cây cuối liếp, cây này em giao lưu với giá là 2.600.000 nha cả nhà, em bao ship đi kiện gỗ ha. Rồi cô chú mình ha. Nếu anh chị em là mình mà ở trong tỉnh miền Nam mà ở gần á, giao xe được thì em sẽ giao xe đến nhà mình ạ. Rồi cô chú mình tham khảo giúp em cái mã này nha. Rồi mã kết thúc clip luôn hả nha. Dạ đúng rồi. Thì kết thúc cái clip thì hôm nay thì em chúc anh chị mình xin vui vẻ. Hợp nhãn được mã số nào thì liên hệ qua số điện thoại là 0373 919 774 nha. Em xin chào cả nhà mình ạ. Dạ em chào cô chú anh chị mình và em hẹn gặp lại như tiếp theo ạ.